Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Hiện giờ gần 5 giờ sáng nha các bạn. Hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2024. Vũ đang lên công viên Bà Nhật ở khu phố 3 thị trấn Bình Đại để tập thể dục. Sẵn Vũ quay cái video để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Công viên Bình Đại thì cũng mới xây xong hoàn thành, nay chắc được tháng các bạn. Công viên rất là rộng, mát mẻ để bà con vô đi tập thể dục an toàn, không có xe. Công viên này là đối diện bên chỗ ủy ban huyện nha các bạn. Chỗ này, chỗ công viên này là chỗ Tết bà con bán qua chưng Tết á. Rồi giờ Vũ xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi vô đi tập thể dục với Vũ nha. Công viên văn hóa Bà Nhật. Vũ đi một vòng. Đây là mấy cái loại cây mới trồng. Trước là mấy cây mai rất là lớn, mới trồng nên chưa có dở mấy cái tre, mấy miếng mủ tre lại. Đây mấy cây mới trồng nên để những cái thùng nước để nước nó nhỏ giọt xuống tưới cho cây. Đây là mấy cái khuôn ở trong này là hoa trang rất là đẹp. Giấc chiều bà con tập cũng đông các bạn. Vô đây mát mẻ rồi không có xe nữa. Coi công viên này, bà con ở Bình Đại rất là mừng đến đây có chỗ để tập thể dục. Thể dục rèn luyện sức khỏe rất là khỏe nha các bạn, làm gì cũng phải mình dậy sớm để đi tập thể dục. Vũ tập mấy năm nay suốt rồi đó, năm không có ngày nào nghỉ, từ khi mấy ngày mà mưa dữ lắm miễn nghỉ thôi. Trong đây có cái nhà mát rất là đẹp, có mấy cái ghế để ngồi nghỉ ngơi tâm sự luôn. Các bạn đi tập thể dục xong rồi vô đó ngồi nghỉ. Nơi mé ngoài là làm cái hàng rào sắt rào lại. Đây có mấy cái ghế đá. Chào anh. Ủa? Anh lên đây tập lâu chưa? Thì hồi ở đây hả? Dạ. Trên này thì từ hồi bữa nào cũng lên ha. Từ ngày công viên mở ra ha. Chính xác. Dạ. Còn mấy kia thì đi vòng vòng. Dạ. Tuốt ngoài Bình Thắng vô đây tập. Đây.
thấy dắt sáng này như đi tập ít hơn dắt chiều. Cái chiều chú chạy xe ngang thấy đông. Rồi, tắt đèn. Đây có cái hồ, cái bồn để chứa nước tưới. Đi đụng tới ngay cổng nãy vô vô. Dạ. Dạ, nó chia sẻ cho bà con xem chạy gì, xem công viên Bình Đại. Vừa lên đây tập lâu chưa gì bãi? Không, mới mở ra cái gì bãi lên. Đi tới nay luôn hả? Đi tới nay luôn à? Dạ. Con đi có mình à? Anh đi với bà xã. Dạ, hả? Bà xã đâu rồi? Nó mới đi vòng vòng đó mà. Đập rung quá. Dạ. Bãi đi ha. Dạ. Không rủ gì mời đi nữa. Dạ. Tốt gì? Dạ, Vũ camera Bình Đại. Vũ hả? Trời. Dạ. 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 Đèn hết mé đó rồi. Rồi thôi Vũ ha. Xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ nha. Vũ đứng ngay trước công viên ra dòm ra, hướng này là hướng lên chỗ bệnh viện Bình Đại nha các bạn. Còn hướng này là hướng dưới xuống dưới chợ.